Alo, chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog nha. Chiều nay ở nhà cũng có làm mấy món để cơm chiều nha cả nhà. Nhà xem clip thấy hay nhớ ủng hộ gia đình của mình nha. Chắc là cho gia đình một like hoặc ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì chiều nay mình cũng có làm cái món cá mình kho với lại cà chua nha cả nhà. Với lại khô cá đù nha, mình nấu với nấu canh chua với lá giang nha. Thì ở đây mình cũng có mớ rau sống để ngồi mình ăn kèm nha cả nhà, ăn với cá kho nha. Nguyên liệu ở đây thì cũng có là ngò gai với là mồi ôm ớt, ở đây cũng có hành tím với tỏi mình nó băm hết nhé. Ở đây hành lá. Đây mình trước khi kho cá thì mình cũng ớt cá luôn nha cả nhà. Ở đây mình cũng bỏ ít hạt nêm, cái đường, bột ngọt với tiêu vô cả nhà, ớt cho cá nó thấm nha. Mình cũng bỏ thêm ít muối nha cả nhà. Mình cũng bỏ thêm một ít dầu hào nha. Ốp mình đổ ra cái hộp hộp vô để mình để nó cho hồi cho cá nó thấm nha. Mình mới đem mình kho. Cá nó thấm gia vị rồi bắt đầu nó mới ngon. Ở đây mình cũng bỏ thêm một ít hành tím với tỏi băm vô luôn cái này. Thơm nha. Rồi cá thì mình cũng đã ướp xong rồi nha cả nhà. Để mình cũng bắt chảo lên để mình kho cá nha cả nhà. Giờ dầu nó đã nóng rồi nha. Mình cho ít đường vô để mình thắng nước màu nha cả nhà. Giờ mình tiếp tục mình cho hành tím với tỏi băm vô luôn nha cả nhà. Mình tiếp tục mình cho một ít chân mắm lên nha. Mình tiếp tục mình cho cá vô luôn nha. Cá này nhận bán tươi sợ. Tiếp tục mình cho cà vô luôn nha cả nhà. Mình bỏ cái mít ớt thôi. Với lại cái đậu hành nha cả nhà. Với lại nhà mình ăn cay lắm, mình cho thêm một ít ớt bột nó tăng cái độ cay lên cho nó ngon. Bây giờ mình kho mà để cho nó sắc nước xuống luôn nha cả nhà.
dầu vô nha cả nhà. Cho nước vô luôn nha. Giờ nước đã sôi nha, tiếp tục mình cho lá giang như thế này. Mình cũng nên là mấy cái gì vô nồi canh của mình luôn nha. Đường. Đường thì có ít đường. Anh lá giang mà ít đường. Chừng là mình nấu cái khô cũng hơi mặn một tí, mình cũng nêm cho nó đường nó khá khá xíu này đó nha. Khô mình ngâm mình trụng nó qua rồi đó, mình nó về nó còn mặn rồi. Mình cũng nêm mớ ngò gai với rau ôm với ớt nhưng mà canh chua mình luôn nha. Rồi vậy nè, canh chua mình đã xong rồi nha cả nhà. Giờ mình cũng bỏ mớ hành lá vô nồi cá của mình luôn nha cả nhà. Thêm miếng tiêu nữa nha. Rồi vậy thì nồi cá của mình cũng đã xong rồi nha. Chú ơi, con nhìn con nè. Má mà có chú, mà có chú. Nó rõ ràng rồi. Mẹ mà có chú ăn cơm mình đi con. Giỏi quá. Rồi mẹ nè. Cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Rồi, mà cả nhà ăn cơm gia đình mình luôn nha. Cơm ok nè. Mũ nữa trời. Đúng không? Nước do cái này. Nhiều quá nhỉ. Cá mà. Con cá nè. Mở cái nấm vô rồi sao? Được không? Được không? Ừ. Nước vô gì? Nước cho con ăn đi. Ăn hết không? Ừ. Chả không? Nước rồi con ăn đi. Ghê ta, nó ăn hết rồi nha. Bỏ nước cho chỗ chén con nè. Ôi quá. Trời trời, mẹ hư quá. Mẹ bỏ nước đi chứ mẹ. Hư quá mà. Nè con nè. Ôi nhiều giọng nó tạc ơn. Cái nhà cơm chiều gia đình mình luôn nha. Có cái đầu bỏ xương nha. Lấy bỏ xương nước. Dạ dạ. Lại có cái tính mình gọi.
để tắm. Cài chứ nó ngon hả? Mấy ăn cài lắm nha. Cây mà ngon đúng không? Thôi. 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 Thôi
Thôi đã mở. Có ăn được. Đi đây một cuộc đá vàng đi cái nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà cái hay nhớ cái mọi người là một cách là cho gia đình một like một ký kênh cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye nha.